Tại bán đó giờ lâu năm á, tao biết của mình á, đặt nhiều lắm, làm không nổi luôn. Có gì bán là có đủ món. Có những chỗ khác nào mà bán mà có giống chị, không đủ món là không phải quán của chị. Có chị bán là món nào chị nói lên là đều có bán hết. Này, đó, cái nhân dèm cái nhân của chị này chất lượng không? Tôm khô thịt đúng tôm khô không? Chào cả nhà, hiện tại thì Đi Đâu đang có mặt trong chợ sống của quận 8 để cùng đột nhập vào lò bánh. Cái lò bánh này kiểu rất là nổi tiếng ở trong chợ sống củi luôn. Và khi mà mình nhắc đến thì chắc là nhiều bạn cũng sẽ biết cái lò bánh này. Đó chính là lò bánh Dân Gian Thi Ti ở quận 8. Thì hiện tại thì đằng sau của mình, đó, chị đang ngồi, chị Thi đang ngồi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để mình xem là cái lò bánh của mình có gì. Và mình sẽ tìm hiểu thêm những cái loại bánh mà ở đây đang có các bạn ha. Đi thôi. Rồi và hiện tại thì mình đang ngồi kế bên chị Thi, là cũng là chủ của lò bánh Thi Ti này. Thì không biết là chị đang làm bánh gì chị ha? Bánh trần cơ. Bánh ít trần. Vậy thì em thấy cái bột của mình là mình sử dụng là bột gì? Thường thì làm lột bột nếp ở nhà tự pha, bột ngon. Là cái bột có công thức của chị gì? Dạ. Bột nó dẻo lắm. Bột dẻo dạ. Là cái bột mình làm nó có mất nhiều thời gian của mình không? Không, cũng không mất nhiều. Người ta bán sẵn vậy, mình về mình biết pha chế cái bột nó ngon. Vậy thì một ngày làm, hiện tại là bây giờ là mình bắt đầu mình làm cho một cái mẻ mới cho ngày hôm sau hay như thế làm nào? Làm cho ngày mai bán. Ngày mai. Cho khách là có bánh nóng ăn giờ này. Giờ này là có bánh nóng ăn. Là cái này là mình phải tự làm bằng tay hết, thủ công bằng tay làm hết. Làm thủ công bằng tay. Dạ. Em thấy là cái này nhân là nhân gì vậy chị? Đậu xanh, tôm khô, với thịt, với trứng cút. Có trứng cút ở trong nữa. Có. Là cái này là một phần bánh của mình là bao nhiêu? Một cái 7.000. Một cái 7.000. Là một cái xưởng này là thường là chị là mình sẽ được bao nhiêu cái ta? Ở 30 cái. 30 cái bánh. Dạ. Một ngày thì chị làm khoảng bao nhiêu cái bánh ức chùm như vậy? Làm ngày 3 cái đậu xanh là cỡ 300 cái. 300 cái. Dạ. Cũng khá là nhiều chị. Ừ. Dạ. Là cái này là mình ngoài bánh ức chùm thì mình còn làm bánh gì nữa không? Còn là bánh quy nhưng đậu xanh với dừa. Bánh quy đậu xanh với dừa. Là hiện lá dứa, bánh quy dứa nhưng ngọt. Cái bánh ít trừng của mình là mình chỉ có một loại nhân thôi đúng không? Đúng rồi. Còn ăn bánh, với nước mắm. Nước mắm. Với hành lá, đồ chua. Còn bánh quy là em thấy là mình có hình như 2-3 loại nhân. Đúng rồi. Nhân đậu, nhân dừa, có trứng muối không trứng muối. Là bánh quy hiện tại là chị có đang làm đúng không hay là? Có làm trong này chị qua làm bánh quy. Cái bánh ít trừng của mình á là em thấy là cái vỏ ngoài nó sẽ là hơi dẻo mịn đúng không chị? Đúng rồi, dẻo lắm. Một dẻo. Kiểu cái bánh này mà mình ăn chung với nước mắm với các bạn là kiểu nó rất là ngon, kiểu nó hài hòa quý vị. Rồi và hiện tại thì chị Thi tiếp tục đang làm bánh quy. Thì cái bánh này là em thấy là hình như là ở Sài Gòn cũng ít chỗ bán đúng không ta? Đúng rồi. Bánh này những người lớn tuổi biết nhiều. Thật sự là em, bản thân em thì em cũng, hồi đó em cũng không biết đâu. Em cũng thấy lạ lạ. Và hình như bánh này là xuất phát từ đâu chị? Bánh này cũng mùa hoa cơ. Là sẽ có trong những cái dịp lễ dịp giống như là cúng ông. Giống như tháng 13 đó. Ngày 13 đó người ta cúng ông, người ta cúng bánh này nhiều. Tháng giêng 13 là cúng bánh này rất là nhiều, lớn. Mùa hoa là cúng bánh này nhiều. Mà nãy em thấy là cái bánh ít trừng á thì là cái bột của mình là nó sẽ là bột gạo. Bột nếp màu trắng. Còn cái này là có lá dứa màu xanh cũng bột bột nếp chị tự pha luôn. Là mình sẽ cho thêm một cái miếng dầu lên. Đúng rồi. Là cái này cũng là bột nếp nhưng mà sẽ cho thêm lá dứa vào. Này chị đang làm bánh trứng muối nè. Bánh trứng muối. Em thấy nhân của mình là cái này là nhân đậu. Đúng rồi, cái này nhân đậu trứng. Đậu trứng. Còn cái này là dừa trứng. Dừa trứng. Dừa trứng muối. Là mình có hai loại thôi. Đúng rồi, hai loại nhân thôi. Cái nhân của mình là bên ngoài cái màu trắng là nó là cái gì vậy chị? Nhân dừa. Dừa là vàng cũng... là nhân đậu. Dừa là mình cũng phải xay ra hay là xào cơ? Xào. Xào. Em thấy là nó còn có cái độ giống như cái sợi dừa đúng không chị? Đúng rồi. Cái nhân đậu của chị nó tới hai nhân là đậu với dừa trộn chung. À nó ngon lắm. Những chỗ khác người ta làm không có dừa đậu trộn chung đâu.
khó làm. Dạ. Vừa với đậu trộn chung rất là khó. Kiểu em nhìn em tưởng là chỉ có đậu thôi chứ không có dừa. Có mà nhìn kỹ thì nó sẽ có những cái đó, cái sơ. Dạ. Ăn nó không có ngán bằng nhìn đậu không? Nhìn đậu. Dạ. Mà em thấy là trên quầy của mình á, cái bánh quy của mình em thấy là hình như có chấm là chấm. À. Bánh à, chấm cái không trứng á là không chấm với một chấm. Dạ. Còn bánh có trứng muối á, nhưng đậu ba chấm nhưng dừa là hai chấm. Dạ. Là phân biệt là bánh trứng muối. À dạ. Là cái màu đó là cái màu thực phẩm luôn. Đúng rồi, màu toàn bộ màu thực phẩm hết. Mà em thấy hình như là cái bánh ít trực của mình là mình có lá chuối không ta? Không, bánh ít trực không có lá chuối. Không có chuối, mà cái này bánh này có. Bánh này có lá chuối. Dạ. Mà để làm cho nó thơm hay như thế nào chị? Nó thơm mùi lá. Ừ. Bánh truyền thống từ xưa giờ là có lá chuối. Dạ. Là mình có cái khuôn như vậy xong mình sẽ ép nó vào, nó sẽ ra một cái hình như vậy. Nhìn rất là đẹp mắt luôn, kiểu là cái màu xanh lá nè. Rồi cái phần nhân cũng rất là nhiều, có phần nhân đậu xanh, dừa và trứng trứng muối. Đúng rồi. Dạ, nói chung là sự nhiều sự kết hợp lại. Cái bánh này cũng 7.000 hả chị ha? Đúng rồi, bánh 7.000. Là cái này mình hấp lên là khoảng bao nhiêu phút nó chín? Cũng 15-20 phút. Ừ. 15-20 phút. Mình nặng mình nhào như vậy mình có kỹ thuật gì không chị hay là mình đâu có hiểu? Có chứ thường. Có. Không biết làm nó dính tay nữa. À. Ừ. Là mình cũng nặng theo cái khuôn nó vừa tay mình. Làm quen á. Mình cũng ước lượng bột đó. Á, mình lượng mình có. Định lượng được bao nhiêu? Ừ. Yeah. Nhìn chị làm thân thoát luôn á. Cái này chắc là ngày nào chị cũng phải làm đúng không? Đúng rồi. Yeah. Mà thường kiểu là những cái ngày mà lễ lớn hay là những cái ngày cúng á thì chắc là khách sẽ đặt nhiều. Làm nhiều, chị bỏ mối cũng nhiều. Tại bán đó giờ lâu năm á, tôi biết của mình á, đặt nhiều dữ lắm, làm không nổi luôn. Bột này là Ngân, bột này là chị làm bánh xếp á, bánh hoa dạt á. Bánh xếp. Cái này là bột gì chị? Cái này là bột mì cơ. Bột mì, à. Bột mì chị pha công thức riêng của chị. Công thức bí quyết của chị nha. Nhưng mà cái này là bột mì, bột mới làm mì. Bánh xếp được. Dạ. Là bây giờ là chị sẽ nhào bột lên. Đúng rồi, nhào bột. Thì cái bột mì của mình làm... Ủa, ở trong này mình còn có gì nữa không chị? Có, dầu. Dầu, à. Dạ. Cho nó dính đúng không? À. Cho cái bột nó xếp á. Xếp lại, dạ. Từ từ thôi. Ôi. Là một cái thao như vậy là mình làm khoảng được bao nhiêu cái bánh xếp này ta? Này nhồi ít đó. Ít. À, cái này cỡ có 1 ký à. 1 ký, à. Đó, thì bây giờ là chị bắt đầu là chị làm bánh xếp. Kiểu là bánh xếp xong rồi mình làm xong mình sẽ chiên lên. Đúng rồi, chiên. Đó, ngưng rồi phải. Xíu là mình thôi. Phải nhào liên tục để cho nó thành lớp. Bị bón cục. Đúng rồi, chị. Mình chiên bánh xếp là phải ăn nó thành lớp nó mới xếp. Dạ. Đó, bây giờ chị sẽ nhào bột lên như vậy. Kiểu là em đang mong chờ là khi mà mình làm bánh xếp á, mình làm cái phần vỏ bánh á. Tại vì cái vỏ bánh của mình em thấy nó cũng là cái hình nó hơi khó làm đúng không ta? Thì nó sẽ... Chị làm bằng tay. Dạ, bằng tay. Chứ không có máy, không có khuôn gì. Rồi, cái bên mình á, mình còn thấy là có phần nhân nữa. Xíu. Nhân này là em thấy là mình có... Nhảo. Cái nhân này hả? Dạ. Là củ sắn, phai môn, thịt, tôm khô. Nấm mèo. Đúng rồi. Còn trứng là chị làm trứng lạc. Trứng lạc, à. Đó, các bạn nhìn phần nhân nè. Đó. Cái bánh xếp của mình khi mà mình chiên lên thì mình chiên ngập dầu luôn hay là như thế nào? Chiên dầu nhiều lắm, chị chiên cái chảo bự đó. Chảo bự, à. Vừa bán vừa bỏ mối. Đó, bây giờ là chị sẽ làm vỏ bánh nè. Là mình cũng phải định lượng được. À, mình làm như vậy trước hả chị? Dò chứa viên nha, cho cái bột nó dịu xuống mình mới cán được. Ừ. Lúc mình mới dò cái bột nó còn cứng lắm. Dò. Chưa có cán được. Là mình cán bên kích thước này. Đúng rồi, chị cán bên kích thước. Chứ là đầu tiên luôn hả chị? Đúng rồi. Đó, bây giờ chị cán ra. Là cán cho nó mỏng. Đúng rồi, cán mỏng. Cái này mình không cán quay là nó sẽ bị đứt đúng không chị? Đó, chị sẽ cho nhân vào bên trong. Là bánh nào cũng có trứng hết. Cái nào cũng có. Dạ. Đó, bây giờ chị sẽ bóp vô như vậy.
Ồ. Là quen tay thì nó khác, nhìn nhìn nó đẹp phải chị ha. Ừ. Đó, một cái viên bột như vậy, nhìn như vậy nhưng mà cán ra thì nó sẽ thành một chiếc bánh rất là đẹp. Làm cái này là mình phải đeo bao tay hết luôn không chị? Tất cả các không, lúc chị làm bộ là đeo bao tay, còn cán là chị không có đeo được. À, tại sao vậy chị? Khó bóc bánh lắm, khó xếp nữa. À, là mình xếp cái nắp, cái nếp đúng không? Đúng rồi, xếp với cái bánh nó thành là bánh, gọi là kia là bánh xếp á, xếp đó. Dạ. Yeah. Một cái bánh xếp của mình là bao nhiêu ta? 15.000 cơ. 15.000, dạ. 15.000 nhưng mà ăn rất là chất lượng, kiểu phần như bên trong rất là đầy đặn luôn á. Rồi và tiếp theo thì chị có làm thêm bánh đá liễu. Hình như bánh này là hình như em thấy là chị có đặc trưng của người Hoa đúng không chị? Đúng rồi Gân. Bánh đá liễu là nhân nếp nè Gân. Nhân nếp. Có tôm khô, thịt, nấm đông cô. Ờ. Nếp phải nếp loại ngon. Nếp loại ngon. Nguyên hộp mới ngon. Em nhìn cái nếp này em thấy là biết là loại ngon. Nhìn cái nếp đó, cái nếp nó to nè, kiểu nó không có bị khô quá. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái nhân của mình là nhân như thế nào chị? Cái bột này chị cũng tự pha luôn. Cái bột. Còn cái màu nè, màu của lá liễu. Đúng rồi, màu lá liễu, màu thực phẩm luôn. Màu thực phẩm. Cho nên là các bạn yên tâm khi mà ăn nha. Đó. Ăn bên đồ vậy là chị bán đây quanh năm mà không có mà sợ bánh chị bị. À cái này là mình tự cán bằng tay luôn hả? Làm bằng tay, làm thủ công hết. Nhưng mà này chỉ có khô. Cái khô thì nó mới ra cái hình bánh, đúng bánh lá liễu như vậy. Em thấy cái này bột là bột để cho mình... Cái là bột năng chị áo á. À. Bột áo á. Áo đừng cho nó dính khuôn á. Dính khuôn giờ. Một cái bánh lá liễu của mình là bao nhiêu chị? Chị bán 20. 20 là cái khuôn của chị lớn á. Chị bán bánh 20. Là cái trọng lượng của bánh này là chắc cũng bao nhiêu gram ta? Chắc cỡ 220 mấy gram. 200 gram, giờ. Thì cái bánh lá liễu là em thấy là có hấp, có chiên. Thì bên mình là chỉ là hấp thôi đúng không? Hấp. Giờ khách mua về ăn, khách phải chiên ăn nó mới ngon. À. Còn để về ăn cũng vẫn ngon, nó dẻo bánh. Dẻo, dạ. Tại vì em cũng đã từng ăn bánh liễu rồi, khi mà ăn hấp á, thì nó sẽ có độ dẻo. Mà em nghĩ chiên lên thì nó sẽ ngon hơn. Chiên mình cho ngon. Thêm kiểu tương ớt hay nước tương gì đó đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Nãy là bánh bánh xếp thì là chị sẽ cán bằng thớt, còn cái này là mình tự... Có khuôn. Khuôn, dạ. Mà bánh này tuần chị bán có mấy ngày à? À. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần với mùng 2, mùng 10 với 16 mấy ngày cúng cỡ á. Dạ. Mấy ngày cúng với dịp Tết đó cuối năm á. Là ta cúng bánh này nhiều, vừa qua. Ồ. Những cái dịp đặc biệt đúng không chị? Đúng rồi. Chứ ngày thường bán mấy cái bánh này chậm lắm. Chậm. Dạ. Mấy cái bánh này là để dành để cúng thứ bảy chủ nhật chợ đông chị bán. Dạ. Thường thì bánh này em nghĩ là cũng ít người biết đến. Dạ. Rồi cái này là mình sẽ làm xong rồi mình sẽ đem đi hấp. Đem đi hấp. Dạ. Còn khi nào mình về mình muốn ăn ngon thì mình sẽ chiên lên. Về chiên là. Anh phát quay cận. Hả? Thì bánh từ. Bánh này là của người Hoa. Tại cái khuôn là hình lá liễu nè. À, thì kêu là bánh lá liễu, hình chiếc lá đó. Này. Đó cái nhân. Dèm cái nhân của chị này chất lượng không? Tôm khô, thịt, nấm đông khô không? Cái mùi á, cái nhân cái mùi em thấy rất là thơm. Đúng rồi. Yeah. À, chị sẽ áo một cái lớp bột, bột năng lên. Cho đựng dính khuôn. Dính khuôn, à. Rồi và đây là mình có gọi vài phần để mình ăn thử để coi là cái vị bánh của lò bánh Thi Ti thì sẽ như thế nào ha. Thì đây là một cái hộp mình có gọi đây là một cái phần bánh bột, bánh đúc với lại bánh ít trần. Và mình sẽ ăn kèm cùng với nước mắm nè, rồi có ruốc, bỏ hành và đồ chua. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cái bánh đó, cái bánh bột á, ăn vô nó rất là mềm, rất là thơm cái bột bánh.
kiểu nó không có quá bị quá nhiều bột cho nên ăn không bị ngán các bạn. Còn đây là bánh ít trần, ở trên thì sẽ có thêm một miếng lạp xưởng nhìn hấp dẫn ha. Đợi mình xíu nha. Cái bánh ít trần á thì ở ngoài cái lớp vỏ bánh á nó mềm, nó có một độ dai nhất định. Còn bên trong là bùi bùi, béo béo, thơm thơm cái đậu xanh. Quyện lại ăn rất là dính, rất là ngon. Và ở phía trên thì có thêm một miếng lạp xưởng nữa, ăn nó vừa kiểu cảm giác nó vừa đủ vị, có thêm mặn mặn của nước mắm nữa. Kiểu cái hộp này mình ăn rất là cuốn á. Nên buổi sáng mà kiểu mình không biết buổi sáng ăn gì thì mình gọi cái món này ăn cũng rất là ok la luôn các bạn. Ngon, ngon nha. Rồi. Nhiều loại bánh quá cho nên chắc là mình phải mỗi loại mình ăn một chút. Đây. Một chiếc bánh quy. Rất là đẹp, cái màu rất là đẹp. Ở dưới thì sẽ có thêm lót thêm lá chuối để cho độ thơm. Đây là bánh nhân dừa với lại trứng muối. Để mình ăn thử coi sao ha. Bánh nó hơi dính á, tại vì do mình cũng hơi để lâu một xíu, các bạn thông cảm ha. Đầu tiên là cái vị dừa, cái hớ dừa rất là thơm. Và trứng muối á, làm cho nó béo ngậy hơn. Hai cái này tưởng không hợp nhưng mà quyện lại á, ăn rất là ngon. Cái này á là đậu với lại trứng muối nhưng mà sẽ có thêm một chút dừa nữa các bạn, như đương nhiên nữa là chị Thi có nói với mình á đó. Đó, cái vỏ bánh nè nó sẽ rất là dai nhưng mà nó kiểu nó dai mà nó mịn á, chứ không phải là nó bị quá dai hoặc là nó khó ăn. Trứng muối thơm á, đậu thì bùi bùi. Còn đây là một hộp xôi bát bủ, kia là một cái món truyền thống của người Hoa. Thì nhìn các bạn, nhìn cái hộp, cái hạt nếp là hạt xôi nè, kiểu nó vừa to mà nó không có bị khô, nhìn rất là chất lượng. Kiểu này chị Thi nói với mình là cái hạt nếp này là kiểu nó rất là lấy cái loại mà tốt nhất đó các bạn. Rồi mình sẽ ăn cùng thêm có đậu phộng, có mỡ hành. Ngon quá. Cái vị xôi rất là hài hòa, bùi bùi thơm thơm của mỡ hành đậu phộng. Còn bên trong này sẽ có thêm lạp xưởng nè, có thêm củ cải thảo. Cải thảo ăn rất là dính. Xôi nhìn như vậy nhưng mà nó không có bị khô á, kiểu nó mềm xốp á, dính lắm nha. Rồi, đây là một chiếc bánh rất là đặc biệt, đó chính là bánh lá liễu của người Hoa. Thì cái bánh này thì chắc là ít bạn cũng không biết đến bánh này nhiều, tại vì là bánh này nó chỉ là có những cái dịp lễ cúng đặc biệt, dịp lễ đặc biệt của người Hoa. Nhưng mình thấy là đa số là những cái khu chợ như là Đò Bánh Chị hoặc là những cái nơi khác. Nếu mà mình tìm hiểu kỹ thì cũng sẽ có vài nơi bán bánh như này. Kiểu bánh này thì hấp lên ăn cũng ngon rồi. Nhưng mà khi mà các bạn chiên lên á, các bạn sẽ cảm nhận được ở ngoài vỏ bánh á, cái độ nó giòn. Nó kiểu nó ăn nó sừng sực, nó vui hơn, miệng hơn. Và mình ăn kèm chúng với lại nước tương ớt hoặc là nước tương á thì ăn rất là dính.
Còn cái này là chị là làm bánh xong rồi mình hấp lên. Đó, thì bên trong nè, phía trong sẽ có nhân và cái vỏ bánh màu hồng rất là bắt mắt. Nhân rất là thơm. Chị nêm nếm gia vị rất là vừa. Vỏ bánh rất là vừa, có độ dai nhẹ nhưng mà nó rất là mịn. Và mình ăn nó không có bị quá là bị ngấy trong cổ họng á. Mà đúng là thiệt, bánh này thì mình nghĩ là mình nên chiên lên hoặc ăn kèm với nước tương hoặc tương ớt. Tại vì khi mà mình ăn không như vậy á, bánh hấp á, nó cũng sẽ hơi lạc. Đối với mình nha, mình cảm giác nó hơi lạc một xíu. Thì cái này mình ăn thêm tương ớt nữa nè, best luôn. Đó, và một cái bánh như vậy, bánh lá liễu như vậy là 20.000. Cái này mình nghĩ một cái bánh hai người ăn thì khá là ok. Tại vì nó cũng khá là nhiều. Mình ăn một miếng là mình cảm giác là mình cũng no rồi các bạn. Đây, đó. Thì nhìn chung thì ở đây thì mình còn có nhiều loại bánh nữa. Như bạn đang thấy thì có rau câu nè. Rồi có bánh tằm mì nước dừa. Cũng rất là nhiều loại, nhưng mà ngày hôm nay mình chỉ là giới thiệu đến mọi người. Ngày hôm nay mình chỉ là giới thiệu đến các bạn những cái món bánh đặc trưng ở đây. Và mình cũng đã xem qua những cái công đoạn mà chị Thi làm bánh. Thì cũng rất là cực, mỗi ngày đều phải làm. Nhưng mà mỗi ngày đều cả cũng phải hơn chục loại bánh. Nhưng mà đặc biệt là khi mình ăn mình cảm nhận là giá rẻ là một nè. Từ nguyên liệu, từ vỏ bánh, từ bột bánh, các loại nhân rất là chất lượng, vừa ăn. Bánh đúc cũng khá ngon, rồi bánh quy, bánh ít trần, bánh lá liễu. Đó là những cái món mà nó vừa đặc trưng mà nó sẽ khá là lạ so với một số bạn. Thì cho nên là ngày hôm nay mình cũng đã giới thiệu đến các bạn lò bánh dân gian Thi Ti nằm tại chợ Xóm Củi ở quận 8. Thì chị sẽ mở bán cả ngày luôn, coi như là cả ngày các bạn muốn đến, muốn mua ngày nào cũng có hết. Và đặc biệt là nếu mà những cái ngày đặc biệt, ngày cúng hay là những cái dịp đặc biệt, ngày lễ mà các bạn muốn cần số lượng nhiều thì mình nên gọi số điện thoại trước ha, để chị có thể chuẩn bị kịp cho mình. Đó, thì các bạn hãy nhớ là số địa chỉ của mình là 150 đường Cần Duộc, phường 11, quận 8. Các bạn chạy từ chợ Sống Cũ chạy vào trong bên tay trái là sẽ thấy cái lò bánh của mình luôn sáng đèn mỗi ngày. Và các bạn hãy nhớ là lưu lại địa chỉ và số điện thoại ở dưới màn hình nha. Và chúng ta sẽ còn nhiều hành trình phía trước nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye bye.